Rồi, xin chào cả nhà, mình đến với trang đồ cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2022 nha. Thì hôm nay cũng có về được một số loại đồ đồng để giao lưu cùng cả nhà mình nha. Hôm nay là có được tổng cộng 15 món đồ đồng cũ nha, giao lưu cùng cả nhà mình. Bây giờ sau đây là chi tiết từng món và cũng có kèm theo mã số của nó luôn nha. Thì cả nhà nào mà cả nhà mình mà có thích sưu tầm món nào thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Rồi, bây giờ đầu tiên là em có mã số 1, đầu tiên là một cái bàn ủi nha. Bàn ủi 51882 nha. Bàn ủi Pháp 1882, chất liệu bằng đồng. Thì tổng trọng lượng có khoảng 7 kg. Chiều dài của cái bàn ủi 1882 này á là 25 cm, chiều cao là cỡ 23 cm nha. Chất liệu được làm bằng đồng rất là đẹp, hai bên là nó có hình con gà rất là đẹp nha. Đây, ở trong này nó cũng có 1882 luôn nha, bên con gà cũng có luôn, nó có luôn dĩ than đế luôn nha, rất là đẹp. Hai bên là có hai hình con gà đây. Tổng trọng lượng là 7 kg, bàn ủi 1882 nha. Rồi, mã số 1 này thì giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu cho cái bàn ủi 1882 này nha. Rồi, cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Mã số 1 nha. Rồi, tiếp theo là mã số 2 là em có mấy cây gậy đồng đây. Mấy cây gậy đồng rất là đẹp, nó có nhiều đầu nha, chiều dài nó cỡ khoảng 90 cm. Thì cân nặng của mỗi cái gậy này á, cân nặng của mỗi cái cây gậy đồng này cỡ khoảng 700 g. Đây, rất là đẹp nha. Thì gậy này thì giao lưu với cả nhà mình là 650.000 một cây nha. Ai có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp em nha. Cái này là em bao luôn phí vận chuyển nha, 650.000 cho cây gậy đồng này nha, một cây nha, có nhiều đầu khác nhau để cho cả nhà mình lựa chọn. Mã số 2 nha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì em có hai cái bàn tính Pháp Lam. Bàn tính Pháp Lam bằng đồng xưa nha, rất là đẹp. Tất cả đều bằng đồng luôn nha. Ở trên đây là nó có mấy cái men gọi là Pháp Lam nha. Cả từ cái con này cũng bằng đồng, nang cũng bằng đồng hết. Chiều dài của mỗi cái bàn tính này là cỡ 25 cm, bề ngang là 10 cm nha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp, có hai mẫu nha. Mã số 3 này là có hai mẫu. Tổng trọng lượng mỗi cái là 1 kg nha. Chất liệu bằng đồng nguyên khối luôn nha. Đây, rất là đẹp, hai mẫu. Thì bàn tính Pháp Lam này á thì giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 một cái nha, rất là độc lạ nha, cả mấy nang đều bằng đồng luôn. Rồi, mã số 3 bàn tính Pháp Lam là 1.600.000 một cái. Cả nhà nào có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp em nha. Rồi, mã số 4 là em có một cái nồi đồng xưa rất là độc lạ nha, tình trạng là còn làm tích rất là đẹp. Tất cả bằng đồng nha, về mình chùi lại là đẹp. Trọng lượng của cái nồi đồng này cỡ khoảng 3,4 kg, chiều cao cái nồi đồng này cỡ khoảng 30 cm nha, chiều ngang là cỡ khoảng 28 cm. Rồi, mã số 4 của cái nồi đồng này là giao lưu cả nhà mình là 2 triệu nha, cái nồi đồng xưa nha, tình trạng là làm tích rất là đẹp. Mã số 4 2 triệu. Rồi, mã số 5 là em có một cái tượng Di Lạc cưỡi cá chép.
rất là đẹp nha. Cá chép thì hai bên là có hai cái sâu tiền đây, rất là đẹp. Rồi Tượng Di Lạc cởi cá chép này á, trọng lượng nó là khoảng 800 gram, chiều dài là 16 cm nha. Tượng Di Lạc cởi cá chép này thì giao lưu với cả nhà mình là 700.000 nha. Chất liệu đồng rất là đẹp. Rồi đây là mã số 5 nha, mã số 5 Di Lạc cởi cá chép. Rồi giao lưu với cả nhà mình là 700.000. Rồi mã số 6 là em có một cái con ngựa đây, ngựa đang đứng trên quả cầu rất là đẹp. Chất liệu đồng cũ. Tổng trọng lượng của ngựa là khoảng 900 gram. Chiều cao là cỡ khoảng 22 cm nha. Đây rất là đẹp. Rồi cái tượng ngựa này thì giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng nha. Tượng ngựa đang đứng trên quả cầu rất là đẹp, tình trạng là còn lành. Ai có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em nha. Mã số 6 này là 1 triệu nha, được con ngựa. Rồi tiếp theo mã số 7 là em có một cái cây kèn, kèn xe đạp hoặc là kèn cây mút, hoặc là hay ở dưới quê mình hay gọi là kèn khiến heo á, rất là độc lạ nha. Rồi cây này thì giao lưu với cả nhà mình là 280.000, giá giao lưu 280.000 cây kèn này nha, rất là độc, độc lạ luôn nha. Rồi mã số 7 nha, cây kèn. Rồi mã số 8 này có một cái ấm tương đối là độc. Ấm này ấm đồng, gồm có 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt, 5 mặt. Trên đây là nó có dập nổi 12 con giáp, hay gọi là ấm 12 con giáp nha. Đây, mỗi mặt nó đều có 2 con đó. Rất là đẹp. Tổng trọng lượng của cái ấm này là cỡ khoảng 800 gram. Ấm đồng 12 con giáp. Rồi, ấm này thì giao lưu với cả nhà mình 1 triệu nha. Rất là độc nha. Rồi, mã số 8 nha, ấm đồng 1 triệu nha. Ai có nhu cầu sưu tầm liên hệ em nha. Rồi, mã số 9 là có một cặp hổ linh vật của năm nay nha. Mã số 9 này là linh vật của năm 2022, là hổ đồng. Cặp này có trọng lượng cỡ khoảng 3,3 kg. Chiều dài mỗi con là cỡ 23 cm nha. Chiều cao là 13 cm. Cái này được nó có một cặp đối xứng với nhau nha. Đây là con trống nha. Dưới đáy cũng có một rất là to. Rồi. Còn con còn lại đây. Linh vật của năm 2022 ha. Rồi, cặp hổ đồng này thì giao lưu với cả nhà mình là 1.950.000. Bao phí vận chuyển nha cả nhà mình luôn nha. Rồi, mã số 10. Mã số 10 là em có một cái thao đồng. Một cái thao bằng đồng nha. Thao này rất là dày dặn, rất là đẹp. Tất cả đều bằng đồng nha. Đường kính của thao là 38 cm nha. Tổng trọng lượng của thao là khoảng 91. Chiều cao đo lên là cỡ khoảng 10 cm. Rất là đẹp, tình trạng còn lành tích. Rồi thì cái thao này giao lưu với cả nhà mình là 900.000 nha. 900.000 cho cái thao đồng này nha. Ai có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp em nha. Rồi mã số 10. Mã số 10 là em có một cá rồng. Cá rồng rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm. Cái này mình để bàn làm việc hoặc là phòng khách nha. Rất là đẹp.
chiều dài là cỡ khoảng 27 cm, chiều cao của cá lồng này cỡ khoảng 14 cm nha. Rồi trọng lượng của cá lồng này cỡ khoảng 1,2 kg. Rồi cá lồng này thì giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu nha, rất là đẹp. Rồi ai có những nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em nha, cá lồng mã số 11 là cá lồng nha. Rồi mã số 12, mã số 12 này em có một cái cặp bình công nha, cặp bình công tương đối là độc lạ nha, chiều cao của cặp bình công này cỡ khoảng 18 cm, miệng thì cỡ 7 cm nha. Chất liệu bằng đồng, cái này gồm có 2 cái đây, rất là đẹp. Ở dưới đáy cũng có mộc nha. Tổng trọng lượng là khoảng 900g thôi. Thì cặp này thì giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu nha, 1 triệu cho cái cặp bình đồng công này nha. Đây là mã số 12. Mã số 13. Mã số 13 thì em có một bộ tam thánh nha, tam thánh rất là đẹp. Bộ tượng tam thánh này nó nặng cỡ 2,5 kg, gồm có 3 tượng nha. Chiều cao mỗi tượng đo được là 23 cm. Chất liệu bằng đồng nha. Rồi đây là tượng đầu tiên đây, đưa cho cả nhà mình xem. Rồi tượng thứ hai. Rồi bộ tượng thứ ba. Rất là đẹp. Rồi bộ tam thánh này á thì giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu cho bộ tam thánh này nha. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 là em có một cái bình đồng nha, rất là độc và lạ luôn. Ở dưới đáy này nó có chữ US 1945, cũ theo thời gian rồi nha. Đây miệng đây. Rồi chiều cao cân nặng của cá bình đồng này cỡ 2,1 kg nha. Chiều cao của cái bình đồng này là 28 cm. Miệng là 12 cm. Rồi cá bình đồng này thì rất là độc. Rồi giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu cái bình đồng này nha. 1,945 ha. Rất là đẹp. Rồi đây là mã số 14 nha. Rồi tiếp theo là mã số cuối cùng. Mã số cuối cùng em có một cái ấm rất là độc lạ. Một cái ấm này thì chiều dài của cái ấm này cỡ 22 cm nha. Chiều cao là cỡ 10 cm. Ở trên đây nó có mấy cái chữ rất là độc lạ nha. Đây. Ở dưới đáy có một rất là to. Cái ấm ở trên đây là nó có những cái chuyện gì đó thì em không biết, mà nó có mấy chữ xung quanh, cái ấm to ha. Tổng trọng lượng của ấm này cỡ khoảng 1,1 kg nha. Rồi mã số 15 nha. Đây là mã số 15. Cũng là mã số cuối cùng nha. Rồi mã số 15 này giao lưu với cả nhà mình, cái ấm này là 1,5 triệu nha. Cái ấm đồng to, độc lạ, rất là hiếm gặp nha. Rồi mã số 15 cũng là mã số cuối cùng của clip hôm nay của em nha. Thì cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm ủng hộ nha. Thì ai xem được thì cho em xin một lượt đăng ký với một like nha, để có động lực làm thêm những clip tiếp theo cho cả nhà mình xem nha. Rồi sau đây em cũng tổng quan lại ha.
15 món ngày hôm nay nha. Rồi cả nhà có sưu tầm món nào thì liên hệ trực tiếp em nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha.